cái vấn đề là hậu mãi thằng nào tốt. Đó giờ có mở máy này ra chưa, có làm thịt nó chưa? Chưa làm nhưng mà có cái thằng ở đấy nó làm, nó mở ra nó bảo nhông ổn hơn. Nhông ổn hơn. Biết miết mấy lá bạc không? Nhông cốt ổn hơn. Biết mấy lá bạc không? Cái con này ít bạc hơn con kia phải không? Có bạc phải không? Bún với bà nào sẽ ngon? Giờ bún bạc thì ngon hơn chứ. Dạ. Độc tín hơn thì chả nó ngon hơn. Nó lâu xuống hơn 3 phải không? Thằng này mà đế 35 nhưng mà la 35 là ăn ít 3 cái kia đấy, 36 đấy. Không, con này là 32. Là 32 nếu mà ý là cái dòng này này, dòng 35 là ăn ít 36. Dạ, đang định chạy con 35 với con đây, con 36 trong cài kia, con 35 chỉ bằng là đang dự kiến là thế nhưng mà... Ờ, có con 33 trên dẫn gì phải không? Hồi nãy con 3 mấy? Trên... Cần đấy con 35. Ờ, 35 đó. Thấy trên chạy nhẹ lắm. Chạy nhẹ nhàng lắm. Tại vì... Đúng là nhiều con này làm. Tại vì khách đấy thấy có người chạy 35 rồi, thấy chạy ngon nên là mới mua. Bố mày làm con này hả? Bố mày đi chở con này, chở con này đi làm.